Nếu không có vị thí tức xâm rạp đầy bạch cả hai nơi thay đồng miền bạch bồn ní nhóm xung thoái cả ô bạch cun đà bạch Yêu-xu Kri chỉ bạch ông mạch chá rạp bỏ dương để bạch bạch tiên là nhóm miền ọc ca nóm dọc ạch thạc thà mùi miền châm nón chương thà cả đà đòi bạch vĩ nhìn Living by the Spirit một trong điệp chung bạch mạch nạc sạp tăng nơi nông bạch tế Campuchia tăng nơi ai nì xa mọt nhóm rộng bằng thà bọn phụ nâng miền ọc ca sạp bị chà ra nà hai thua ca xâm ra chất đẹp luôn anh thả táo bọn phụ ôn sqo rộp biếp đất nôm rộp bọc rộp hình bàn cầm rạch nà thả táo bọn phụ ôn chết cho châu chụp phụ ca đất nôm rộp bọc rộp hình yên đol cầm rạch nà đàm bây giờ bọn phụ ôn chết rù nữ nâng chết bầm ra không thả nạ chế bọn thả ca rây đại miền ạc tì phương đol cầm cho nôm nâng xa hạ cung rộp bọn phụ ôn xô mọi bọn phụ ôn bàn bọc cọp đất bạc cun nâng xa đầy sọc xa nhưng mình sắc cái phép mới trong trầm đẹp chút bằng phương bây giờ khi nhóm nâng phép giới đạo bằng nhóm cho tôi bằng tình bây giờ cắm nơi phùm nối chung một phùm sài chẳng đá và nơi không vẹn chắc nơi sọc ổ đông khách cầm phương sử dụng bây giờ mình nó bằng màn chìa học sắp nhạc để tôi ca ảnh chương vì bộc lực ảnh ca tiết nạc bị phục lộ để cho tôi thuốc ca cho mọi người nâng nông sạc công nội ấy hai bây giờ nhóm cọc cho lắng bầm rong nâng bạc cắt đầm nâng lọ đó là mà nó tưởng ổ đầm bây ở kê lư đầm nâng lọ hay mình ở cắt nâng tờ chú chư với Yêu-xu Kri nó sắp tay mình kê nôn mà nó sợi mình nhẹ chút mình đã kê nâng tết rồi khả nâng phùm nâng sọc lái cứ kê nâng nô khám hỏi hát lần xoay sắp cần thương cần thương kê nông quát mong quý nâng cần đà vòng hay khá nhóm lúc bệnh cầm bì lại chẳng dốc chùm nức để khiêm trái át thị bài nó một bà ca át khát bố khăn nông ông bà chung tăng mũ lê mình sẵn đặt nó bà đại xa kê nôm sầy mà nẹ nâng mà đặt nơi cần đà lưng khiêm có át tư thán sư ngắt tới bệnh vệ nhiên ta bà ông trong chăng lại tư mũ công thư đời mà đích tạo tự tiết sát ta khiêm đăng nơi khăn nông cầm nức khiêm nhóm thà bởi vì nhìn trong chân ai sẽ trái để liệt biệt sát, để tạc tên cái sát áo sẽ trái để xâm mạng bạc nữa, để cực kích nữa để mình biến xâm mạng đấy nâng ca tròn chạm lỡ nữa có thích tăng côn, thích tăng đây, thích tăng ấy, lên sẽ còn lên nào ai ta áo hãy bởi ông trong chân ai sẽ trái mẹ nó đi dây thà bởi Giê-xu sẽ lành niềm chân khi ông có sắp bằng cổ bệnh viên nhiên nhưng có pháp thạp ra ông thông minh bằng tù ôi sẽ trầy mà nhẹ khăn nông chậm nào ông dư nữa để tạc tàn khai sát nữa áo niềm nồng nhằm xung mình bằng chân chung niềm nồng thạch chung ấy bà hơi pháp niềm nồng thạp ra Giê-xu sẽ lành quạt át đơn át loài tòa át mê nền át mạng chấp tại ốc niềm nồng sạc đối chứ nế phẹt ra dư khả bù rí có châu tới khẳng đá vốn hay áo niềm nướng, hai chú mô niềm nướng, hai dây thần bà Giê-xu sẽ lành niềm. Hạt dây trăm trăm chú mô. Sau tên nướng bác phân nơi có lăng lắm, xâm lăng bà bà nhóm, hai xu thà, men rư mì, bà bà nhóm thà cha, bà Giê-xu sẽ lành niềm. Bà bà nhóm hai chú mô có trăm trăm lắm. Hạt bên nước chúng có đạt tươn sẽ trầy nơ, mù lật thà nước thà, bà bà nhìn trong chăng ơi sẽ trái nâng nâng thông nâng này sẵn cắt nâng này sập nâng này để liệt tệ sát để tạ tay cây sát nâng áo nâng nâng hay nâng dây tờ nâng nâng phù hợp nâng 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 score thàn nhẹ dây tờ nâng nâng chiên hẳn ai tôi có lo mốc quạt vùng vinh mà đây dàng nà cả đời sắp tên nhẹ cụ bệt mà nhẹ quạt thơ vơ cá nơi cho mùi ông cà kè sẵn lại phục lúc tạ tay cây dàng sát còn mơ cho mùi phát đầy con có đa cắt kê cắt ai còn nơi bảo màn chừng học sập nhẹ từng quy các bài niềng núng niềng đè tùy từ nơi tạm phân luồng mọi nước mình đại một tập nước hãy prap tháp ra Giê-xu sẽ lành ổn ảnh bà phun còn lại bắt bằng sao đấy nước quát miên với mấy chuyện sát tai niềng núng sầm lăng mơ tới nơi cụ bè thắng hai nhóm mến nhị bằng bà hệ nơi cụ bè đang thay cha ra Giê-xu sẽ lành ổn ảnh sát tai niềng núng nước đây sập bè xu nhóm chìm nhẹ xu nhóm lúc khu nhóm sống tâm ngũ tật bà này
cầm lấy ta rừng nâng cao lắm muốn khiêm ạ thì bài ra mình tu nhưng cực phương hiệp trong ạ thì bài sao ta phải nhìn trong mình tu mà khiêm môn mà trong đất nông khiêm môn mà đất nông khiêm bây giờ khiêm tới bằng bình bình cả cắm nâng khiêm thắp bàn có ta ớt sơ bù phong nâng ớt cả sai phong nâng kế có chập đàm miên ca tròn chạm nâng với nha có thằng ngút tức thầy miên sơ bù dương cơ dô sơ bù đông lại có ta ớt miên sơ bù có sọ phong nâng kế cơ dô sơ bù có sọ dô cả sai phô cô ấy quả tiền cót có căn tăng sự bù đống sự bù có ốm tăng sự bù có sắc tăng cái sáng tôi sạch tốc độ thông mũi để ông cả test nạp thì phục vụ chỉ để kịp ra chỉ phải giao sạc cùng bạc lên cái ách đong tận ngụt bàn khiếm có đa tàng về nó miên bờ rõ bình nhận đa tàng này hãy bờ rõ mũi đất đai con mà nhé nâng bộ con tụi mà nhé tới tàng hãy nhé đất ngon nơi tí nước con nhu sầm ướn để nhầm được chăm cho một con người lái trên đất đất nôm mà này tí nước sập răng thả bò có ra nhầm bò nít đây bà niềm nó ngay thằng phi nhẹ nó chỉ côn bà niềm nó ngay hay mẹ để đào ta mà này tí nước cứ chỉ kêu để đặng phơi nên nó ở nên nó chịu cuộn thằng ở con để ôn ướn anh prap hiền mày đằng chẳng khi nhầm có tật bài kêu mà nó cúng nữa hay nhầm ăn từ than đồng niềm bìa xú nhầm tròn với nhầm mà nó cúng thằng anh mình ai thưa ông bơ mà các bạn chúng ta thưa ông bơ một quán ở nơi nông vùng ven tàu tây tiện lại bật bệch Jesus trong sang cầu niên đòi bà hát tây sơn lạnh bà ông đòi bà quân bà ông đòi bà tây mê ta bà ông đòi bà niêm bà bà Jesus để khi ông bắt cai hiện thái này anh mình ai thưa bà nhà nông tàu tây tiện mà anh thì hãy khi ông ăn từ tháng hay ông mơ mục kêu mà nó cùng nó và kêu mà nó cùng nó mơ mục khi ông vĩnh mơ hái quạt on mục chó hay quạt cách tranh bạn lên hiện một cái bài nhưng nâng ngụt tật hái có sliệt vẹt dạng sát sật sật dạng sát đào mất khi ông có xù thà ta nhưng skoa khám ên tầm pi nạn này hết có thà skoa lực rù nữa nà con nó bọc nhầm nhưng ta bởi chứng xông ọp con bằng hành đi sẵn lành cho cuộc con pi nụ chạc đỏ rị rì mùi cạt lại còn ọp con tút bằng phó ta con mẹ mặt đài tới chào con ọp pê chì dù lớn mà đai mà đâu con mình hai con tôi mơ một mà đai để ắt đâm thả chứ mà đai phòng phân tôi bị mà tại con thùng rút mà ao mà đai hay mà đai thả mắt mắt hay ban nhâm xu tới thả chắc bà rò mình nói chuyện này cha ở đây nhâm lực cứu thả mệnh mình tới chụp ở đây xong đây sẽ lấy nước chụp ở đây bỏ chẳng nếu nó có tới chụp ở đây nơi dây chụp ở đây nhận sọc tầng ô khơn cao ở cha khơn trẻ phải nhìn đỏ nơi đây nó để cái thạc chút để cái thạc thầm bơ nữa ôi miên sẽ đầy phiệp đối bắt cầm bí thà trẻ phải nhìn này trẻ trong sẵn thật lực nhóm hay trong chạp rình áp sạch nhóm ôi bạc ác tâm mà nó để chọc chấm nòn bạc ác tâm mà nó để trời kia sẵn quát sẵn cân chi chọn sẵn cân để khám mọi chọn nữa để ả rẽ chọn nữa để thầm bơm bón nữa ôi miên sẽ đầy phiệp hay bạc ác thà chân nằm ní chân nằm để trẻ chìm chạc trung sân đọc bản này trong cộp hạt tình hay nhưng nông chia tăng thì hay đúng nó nơi chung phát ấy bình nó vẫn đang hạt ấy cả là lần này nữa tôi tập bên nông nó từ đại chúng đào từ tam những đường đó sạch tất nữa bởi vì những trong pháp chúng ta ạ thế bài ông pi bê giê xu dương tự ấn đông tật chúc say mà nhẹ đại miên xoa mấy trả nhẹ bọt khi ta miên xoa mấy đó từ bông mùi nhẹ say nó chỉ chung chuyện xa mà thì nơi krong môi chung mua trong su khà hay khi chúng ta làm vậy nhưng nước rừng này thì rừng tất nên mình phải giỏi dạng mạnh hay tất nó bỏ bề mình phải giỏi nước tất thông mà đà dạng mạnh cứ nhằm hay mình sẽ lại cứ mình chỉ vật cả trên này mình chỉ vật chỉ ảnh năng tạc cả hay kê có xong là chất tự chưa bỏ ăn mình cổ xa mấy nó đọc bằng bây nè tự chưa bỏ ăn nông thang ngày tạm mùi hay quát cứ chia chấm mọp bổ rán chấm mọp chân bắt để mình bà ra mây mà phê mùi sẵn thật để xa quạt sạp hai em ách bệnh chinh chung một quạt bán có chung một mây dần khai nô còn chơi nhầm tập tiệc quạt krom kru xa quạt tiếng côn quạt tiếng chào quạt nung cười lưu cơ tê có hòm đắp bằng bay nè xe mẹ chất tập tôi chưa phong đại bố chỉ đôn đồ bỏ kê cư mây dần để chơi chung một chung một bát để mình bà ra mây mà phê mùi sẵn thật bà ra mây được ổn chạy bì quạt bê đền lưu bản niêm bà Giê-xu để nhầm bạc cả hay quạt cả chết thầm ấy hay quật rút bàn chỉ tràn chân nắm quật miên chìm nư thu cập bé là gastric ulcer bé bàn tội quật rút dàng dù hay khi nhóm miên cật dù bàn tờ thơ bệnh thị bằng cho sọc quật
ពេលដែលគាត់ទៅនៅជាមួយព្រះអង្គជាច្រើនឆ្នាំក្រោយមកហើយពេលហែសពគាត់មានមនុស្សប្រមាណ350នាក់ទៅចូលរួមហែសពគាត់ហើយក្រុមជំនុំនោះគឺក្រុមជំនុំភូមិស្រែចន្ទាគេហៅថាក្រុមជំនុំព្រះស្រែហើយកាត់ឡើងជាក្រុមជំនុំមានកម្លាំងដល់រាប់ដល់សពថ្ងៃតាមរយៈក្រុមជំនុំនេះខ្ញុំមានឱកាសមានកិត្តិយសធ្វើពិធីជាមួយទឹកជូនមនុស្សជាច្រើនដែលក្រោយមកក្លាយទៅជាមេដឹកនាំនៃក្រុមជំនុំនៅច្រើនកន្លែងទៀតក្នុងស្រុកឧដុង្គខេត្តកំពង់ស្ពឺព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ដឹកនាំបុត្រណាដែលចេញបំពេញបេសកកម្មបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់មុននឹងខ្ញុំនាំបងប្អូនពិនិត្យមើលអត្ថបទគម្ពីរស៊ីចម្រៅតទៅទៀតខ្ញុំចង់ផ្ដល់សក្ខីភាពមួយចង់ធ្វើទីបន្ទាល់មួយស្ដីអំពីការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណដល់អស់អ្នកណាដែលថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដោយស្និទ្ធស្នាលរឿងនោះកើតឡើងនៅឆ្នាំ1996បាទពេលនោះខ្ញុំជាគ្រូកងវិលរបស់ក្រុមជំនុំក្តីសង្ឃឹមដល់រស់ក្នុងប្រក្រតីហើយយើងជួបជុំគ្នានៅម្ដុំបង្កក់ក្បែរអង្គការដោះមីនមួយឈ្មោះថាអង្គការស៊ីម៉ាក់កម្ពុជាហ្នឹងហើយពេលនោះមានបងប្អូនអញ្ជើញមកតាមព្រះវិហារនានាមកចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីសិក្សាព្រះបន្ទូលជាមួយនឹងខ្ញុំហើយមានមិត្តសម្លាញ់ខ្ញុំម្នាក់អញ្ជើញមកពីសង្ឃបុរីមកជួយចែកចាយព្រះបន្ទូលហើយពេលយើងកំពុងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គស្រាប់តែខ្ញុំសង្កេតឃើញស្ត្រីម្នាក់ឈរនៅកៅអីខាងមុខស្លៀកសំពត់ហូលពាក់អាវប៉ាក់ពណ៌សមកសំពត់ហូលគាត់ឲ្យលើបអលូនពីតែស្អាតតែប៉ុន្តែទឹកមុខស្លេកស្លាំងហើយខ្ញុំច្រៀងជាមួយក្រុមជំនុំប៉ុន្តែភ្នែកខ្ញុំចេះតែដកចេញពីគាត់អត់បានចិត្តតែសម្លឹងមើលគាត់ឃើញទឹកមុខគាត់ស្លេកស្លាំងបាទហើយមិត្តរបស់ខ្ញុំមកពីសិង្ហបុរីក៏ទទួលការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណដូចខ្ញុំដែរក៏មកសួរប្រាប់ខ្ញុំថាព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ចង់ប្រោះអ្នកស្រីម្នាក់នោះឲ្យជាពីជំងឺខ្ញុំថាខ្ញុំស្គាល់គាត់យូរហើយតែក៏អត់ដែលនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់មានជំងឺអីផងបាទគាត់អញ្ជើញមកពីព្រះវិហារមួយទៀតក៏ទៅយើងច្រៀងមកបាត់នោះចប់សម្លាញ់ខ្ញុំគាត់ដើរទៅរកអ្នកស្រីនោះបងប្អូនដតីគេអង្គុយលើកៅអីបាទព្រះវិញ្ញាណក៏មានបន្ទូលមកតាមរយៈមិត្តរបស់ខ្ញុំថាចង់ជាពីជំងឺនេះចង់ព្រមចុះពីកៅអីហើយអង្គុយយ៉ាងសាមញ្ញនៅផ្ទាល់លើឥដ្ឋការ៉ូឯអត់ពួកគេទាំងអស់នេះគេអង្គុយលើកៅអីសំពត់ហូលយ៉ាងស្អាតអាវប៉ាក់យ៉ាងស្អាតតែព្រមចុះទៅអង្គុយនៅផ្ទាល់នឹងឥដ្ឋការ៉ូឯព្រះទ្រង់នឹងប្រោះឲ្យជាពេលមិត្តខ្ញុំសួរសំណួរនេះខ្ញុំនឹកឃើញពេលដែលព្រះជាម្ចាស់នាំលោកភីលីបជាអ្នកផ្សាយនឹងល្អដល់លបីដែលបង្កើតក្រុមជំនុំនៅក្រុងមួយនៅសាម៉ារីណាព្រះវិញ្ញាណទ្រង់នាំគាត់ចេញពីក្រុមជំនុំដ៏ធំចេញពីក្រុងមួយទៅជួបមន្ត្រីគម្រាមអេត្យូពីម្នាក់នៅផ្លូវស្ងាត់មួយនៅម្ដុំវីលហោថានឹងឥឡូវដូចគ្នាព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ចង់នាំអ្នកស្រីនោះឲ្យអង្គុយផ្ទាល់នឹងអត់ក្រោអ្នកធម្មតាអង្គុយព្រោះអីផ្លាច់ប្លាក់សម្ពុទ្ធសានអ្នកស្រីនោះចុះពីកៅអីដ៏ល្អទៅអង្គុយផ្ទាល់នៅអត់ក្រោហើយខ្ញុំតាមមើលគាត់ឃើញទាំងមុខគាត់ប្រែសម្បុរមួយរយៈក្រោយមកគាត់ងើបឡើងសំធ្វើបន្ទាល់ណាសំផ្ដល់សក្ខីភាពគាត់ថាគាត់មានជំងឺស្រុតស្បូនជាច្រើនឆ្នាំហើយហើយពេលកំពុងឈរថ្វាយគុំព្រះជាម្ចាស់នោះស្បូនគាត់ស្រុតចុះមកលើសោះផោះផោះផោះហើយគាត់មានការឈឺចាប់ហើយគាត់មានការអៀនខ្មាស់ណាស់កំរនីរឿងនឹងប្រាប់អ្នកដតីណាស្រាប់តែព្រះប្រាលោកគ្រូដែលអញ្ជើញមកពីសង្កបុរីពីសិង្ហបុរីនោះមកសួរគាត់មកថាចង់ជាពីជំងឺអត់គាត់ដឹងភ្លាមថាជំងឺដែលគាត់ចង់ជានឹងគឺចង់ជាពីជំងឺស្បូនស្រុតនឹងឯងហើយពេលដែលព្រះវិញ្ញាណទ្រង់មានបន្ទូលថាសូមឲ្យគាត់ចុះពីកៅអីកន្លែងគាត់អាសនៈស្អាតល្អទាំងអង្គុយផ្ទាល់នឹងអិតក្រោដោយស្ដាប់បង្កប់នឹងគាត់ព្រមឯអត់គាត់ព្រមគាត់ថាពេលនឹងឯងស្បូនគាត់លូនចូលមកក្នុងវិញក្រក់ក្រក់ក្រក់មកគាត់ថាលើនេះស្បូនខ្ញុំលូនចូលទៅក្នុងវិញដូចធម្មតាអត់ស្រុតចេញមកក្រៅទៀតទេខ្ញុំថាអរគុណព្រះអង្គប៉ុន្តែគ្រាន់តែបងធ្វើបន្ទាល់ប៉ុណ្ណឹងដល់សក្កិភពប៉ុណ្ណឹងមិនទាន់យកជាការបានទេសូមទៅជួបវិជ្ជបណ្ឌិតដែលជាអ្នកជំនាញខាងរោគសុភ័យដែលធ្លាប់ព្យាបាលបងណាឲ្យគេពិនិត្យហើយឲ្យគេចេញលិខិតបញ្ជាក់ថាបងពិតជាសះស្បើយមែនទើបខ្ញុំហ៊ានធ្វើបន្ទាល់ហ៊ានផ្ដល់សក្ខីភាពថាព្រះប្រោះបងឲ្យជា
bị đại dương cùng thoại cùng thọ ông giang sát na đôi côn cho một rộp bốc hãy bên ông ấy để cất tu tập ông ta bà ơi bốc ơi áp bà ơi bà bảy đá ơi sùng pro kim ở chia phong và bên ông ấy để bắt từng pro cất ở chia sát bài hãy bởi vì nhân trong bệnh chết tam là vậy khi đó chất bị quật mình bàn bị thoại cùng ông chết ao nhưng sùng lăng một quật được đầy mệt ta và hãy mặt khi nhau mình đã đến chơi mua pi sang cặp vua cứ tha phe phải nhìn trong prap có tha ơi mẹ say mẹ nên cho tên cười nè toa nè ăn cà rô quật nè phải sau nè cà ở cha nè cà pro ở chơi nơi thế này nè ai tìm phát quật bàn từ chụp group pet khang rob sợi trái group pet bàn chân nè khắp bây giờ tha quật chia sát bài tâm sâm men xôm tơ sa đầm cam thọ và khi nhóm miễn tìm tỏa chán để bẻ bọn nâng ca đất nông bỏ bởi vì nhìn tay khi nhóm ảnh tạc thán ý khi nhóm xông cho rửa rương tài tấn năng nó chụp đẹp chung và bóng bồn cho tì xả lãnh miễn bóng bồn khá lực xâm nụ vui mùa xua khi nhóm thả lực cổ ta bởi vì nhìn trong đất nông đòi rạp biếp nà how does the spirit lead thưa mấy ạ khi nhóm đăng đập biếp đất nông bỏ bởi vì nhìn khi nhóm nó bằng hành chún ta bảo vệ nhân trong đất nông đòi rạp biếp ná khi nông cách ca chạp bụng bầm bay bị khó mà phải bầm mùi đó khó sai sập rạp biếp tìm mùi bảo vệ nhân trong đất nông lục Philip ai tới trong cần lại the spirit led Philip to go to the right place cách ca chạp bụng bầm bay khó mà phải bầm mùi lục Philip cầm bông tài sạc cắm nông ca bạc cắt nông o nâng ca thơ tì xâm con, nâng ca ọ cha, nâng cọng mùi nâng sọc xa mà rì, ế nọ. Sát tế bà phê nhìn, trung nông quật chân bì cờ lại, đò u ố, ôi tơ cờ lại mùi, đò sáng ngạch chân ngông. Chân tam phân nạch mà nụ, bà bàm ôn chọn bà cờ mùi, ôi tơ bà cờ lại sáng ngạch chân ngông, bà bàm ôn chọn bà cờ lại đầy mẹ tệ tệ chân chân. Bà ôn đầy chọn đất ngông cờ mùi chân, bà ôn chọn bà cờ lại nơi cờ lại tì phà chung chân đầy mẹ mùi chân. Bà con chỉ nẹp sai năng lõ, bà con chẳng cần năng lõ, nơi ti đầy miên bạch chìa chân tràn mà sạp đầy năng lõ. Tại biết là bà con trọng đất nông dưới, khó bị lưu biệt mà nó kịch, khó bị vị thi sát bà con. Bà con trọng đất nông được bị lít, bị cần lại ư ớ, từ cần lại sẵn ngắt chẳng ngũng. Hãy bắt cái bị thang, từ ti ra hào thang. Vẫn tay, từ trong cần lại, the right place. Chẳng dân số sẵn kết nè. Bà bà phê nhìn trong đất nông nẹ nà mùi đại chế bất bà bóng trong tay tệ đất nông dân từ trong cảnh lại. Mình tha cái lại nó ngặt cả đời. Nhưng nâng khơi lập tập hò hú bì ca nấc xe mạng đỏ. Rồi biết tí bì bà phê nhìn trong đất nông lục Philip ở chút trong mạng đồ. The spirit led Philip to meet the right person. Cách ca chấp bộ bầm bầy khó mà phê phần bì. មនុស្សដែលលោកភីលីបធ្លាប់បំរើធ្លាប់បង្រៀនធ្លាប់ប្រកាសដំណឹងល្អគឺមនុស្សច្រើនមនុស្សច្រើនអ្នកណាស់នៅក្រុងមួយនៅស្រុកសាម៉ារីដល់ឥឡូវនេះព្រះវិញ្ញាណទ្រង់នាំគាត់មកជួបមនុស្សតែម្នាក់គត់គឺមន្ត្រីគម្រៀងជនជាតិអេត្យូពីដែលជាមហាថ្លឹកដែលជាមហាមន្ត្រីដែលគ្រប់គ្រងឃ្លាំងរាជទ្រព្យរបស់មាក់សត្រានីកាន់ដេសនៃប្រទេសអេត្យូពីចំមនុស្សកលឹះចំមនុស្សយុទ្ធសាស្ត្រចំមនុស្សដែលមានអតិពលចំមនុស្សដែលមានបេះដូងមានដួងចិត្តមានចិត្តឆេះឆួលចំនោះដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បំរុងទុកជាស្រេចដើម្បីនឹងឲ្យទទួលដំណឹងល្អមនុស្សដែលបង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សដែលបំផ្លាស់ពិភពរបស់គាត់សហគមន៍របស់គាត់របៀបទី3ព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ដឹកនាំលោកភីលីបឲ្យទៅចំពេល The Spirit led Philip at the right time កិច្ចការចំពោះ8ខ27ដល់ខ28ពេលអីគឺពេលចប់ពិធីបុណ្យដ៏ធំនៅក្រុងយេរូសាឡិមលោកមន្ត្រីគម្រៀវអេត្យូពីឬក៏លោកមហាថ្លឹកនោះជិះរទេះសេះឬក៏ជិះរាជរថពីជើងទៅត្បូងហើយជាពេលដែលគាត់កំពុងតែអានគម្ពីរហើយចង់ដឹងចង់យល់ខ្លឹមសារនៃអត្តបទគម្ពីរនោះចំពេលអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណារំខានក្រៅតែពីគាត់ហើយនឹងលោកភីលីបដែលអាចចំណាយពេលជាមួយគ្នាលោកភីលីបមានពេលបញ្យល់លោកមន្ត្រីអេត្យូពីនោះមានពេល
đáp cả phần dự rộng lúc phê đẹp. Trong bề đã có cặp ông ta trong đằng trong dùng ông bì đồng năng lộ nơi cả sông cổ. Rập đức tiếp buôn, bà viên trọng đặc nôm lúc phê lịp ai prai trong bài thị xa. The Spirit led Philip to use the right method, the right approach. Nhưng ai prai thả right method của bạn, right approach của bạn. Cách khai cho bộ bộn bấy, không một phép bộn bộn, đó khó sang sống mùi. Sông trịp tha, tiếng lúc phê lịp, tiếng lúc mà hà mần trái, rồi có lúc mà hà thật lập chân trị Ethiopia nó, mình đã chụp nịp bì môn tế, mình đã score nịp tế. Lớn nịp bà phê nhìn trong nông có tầng phí ở chụp nịp, hay lúc phê lịp khơi khót án tầng phí. Lúc có lốt bị đáy lãng tờ lờ rịt trở rốt, lãng tờ lờ rốt tế xe. Cũng ta rốt tam tế xe, lúc còn tam toán, hay lốt lãng tới, hay ăn cười cho mọi nịp, hay xu lúc mần trái nông tha. Ta lúc an át tạp bạc nâng dô lệ ọt. Cứ chỉ về thế xa, nơi ca xu hai trở lại. Đã chia một chút bài lọc ô bằng phất, nơi khu nông ca bởi sài tệ tông khả nha. Mà mên, lúc phê lịp át thị bài ta anh cao cao, sắc tâm mặt ta đọc cho ai bộ khả bay nông thế. Cứ xong thân này khả nha, đôi bà Giê-xu trông xong thân này cho mấy bộ xa, trông xu bộ xa, hai bộ xa trở lại. Tại bà Giê-xu bên, trở lại khó, bà ăn trông ca xâm rô, trở lại tớ, bà ăn trông xâm đánh ca con trô, ca xa xa ở chẳng ta. Chỉ cả bà vệ thị xác đã tâm trời. Nhưng nên bàn thẳng này, bây giờ đại bà viên trong nôm nhạc nam mà nhé, trong tay tên nôm ai nữa nó bà trong vệ thị xác. Rồi biết tí prăm, bà viên trong nôm lục phê lịp, ai nữa dây trong sạch riêng. Nữa dây trâu sạch riêng. The Spirit led Philip to speak the right message, to give the right message. Cách cá cho bộ bằng bấy, có 30 prăm. Mình thay dương miên bắt bởi sao nâng cao át bài bánh nà cả đời. Mình thay dương chế át bài cầm rất nà cả đời. Bởi dương mình đang thành nhé để đáp dương trâu cả ấy. Hay dương mình ban nôm bệnh bệnh tù, mình ban nôm bệnh chất xa trâu sẽ trâu cả bà kê tế. Dương mình khó bị cả sẽ có mình nhé. Để cô chẳng bán, nơi khu nông xâm chẳng bán đó thông hay khắp buồn. Vâng ta cầm bày nữa, nơi ta cho hiếp tầng mạng cả lạc. Nơi ta khuyên cả đạp phố, khuyên cả đạp mà cả đạp nà, nơi cả bài mọt cả bay, ôi cả bay xì tỏ tỏ xa. Khiêm thọ lọc tờ, xa la lệch prám, khiêm mình rích xa, bay để nhìn rịp châm hai xa rạch. Nơi bây kì thua anh cùng bảo ơn, khiêm át tử thân bảo ơn, ta khiêm ác thị bài rích xa tìm mươi bàn nế. Khai bí át tử thân tờ, ớt mình ca chư chết năng nông chất thai rích xa tìm mươi nâng, nâng mình tài giỏi xa. Khiêm cơ át thân, tiết thật ta khiêm ác dô rích xa tìm mươi bàn nế ớt. Bách đông nơi ta lốt. Thôi mà đã lưu cả thua anh cùng lưu bắt cho mình để ớt mê rừng phớp cho mùi tạo ra. Nhưng lưu sẽ đẹp thì bài tiếp bây mà tiếp đây nhầm rịp trong ta sẽ nên cắt đá. Phụ nữ rưu nâng cắt lăng này cho nằm cao sẽ bây. Nên ta sẽ cắt đá nâng lại. Ất chẳng định xa đây nhầm trong việc tăng bây ớt trời ưu nâng sẽ đầy trời cả bỏ ăn phải chung tạo ra sao. Đó là bê chất đọc bê đầy kê bà ca xâm cơ rộng trình được bàn bà lăng chạy chạy bằng tư nữa. Sắp tới bà hồi nhìn trong bàn đá chất khi nhầm. Trong đất nào nhầm thả. Xong nơi dây bì rưỡng nơi vinh. Phong bà tiên rưỡng mối giang xong mạnh. Cứ như em bì lực rù môn ạc cùng nơi tì krong mùi nơi phrok xa mà rì đèl khơi bà vệ nhiên trong thua ca tam rà dạ lục Petro nâng lục Yohan. Quát có mô chúp lục Petro nâng lục Yohan thà khiêm chăng bàn bà vệ nhiên nâng đai. Thà khiêm trọc bằng bà bà mạng đâm bà khiêm bàn bà vệ nhiên nâng. Phải quạt chỉ cứu mần cúm, quạt lọc rịp tần nập. Cái nào quạt riêng chế mần cúm mà vầy mũi, quạt rịp tần nập chun cử. Chẳng quạt chẳng rịp chun từ lúc bài tròn lúc dô hàn. Đâm mấy ai quạt bàn tờ tôm, mà hát thịa rất là bỏ bài về nhìn. Để ai át thức thán ai nhẹ chư chìa, đâm mấy át thán tâm miên ca ọ chà cả lại. Hai bên nữa, lúc bài tròn có nghĩ một, hai đầy bần tục quạt, cài tâm răng quạt, hai quạt có cài bài chất. Lên tình ẩm nói tiến tiết bộ ẩm nói tiến chi ẩm nói đại dương bàn một đòi phải cân ẩm bạch dọc phạm tới tình thì mình bạch rịp tình nấp đồng bây tư ẩm nói tiến đi phải vì nhìn thì đục kịch trọc trong ai quạt dâu chẳng thà ẩm nói tiến bỏ bế chi ẩm nói tiến đi phải cân bằng sọc bạch tây nâng bạch tiến tư nẹ ná sạch lỡ bỏ ẩm còn tại dương bạc chất chìm hoa tổ tú hay dọc nói tiến tự bỏ ra kế đòi ít kích trong bàn điếp sạc rạc bì nè nà lại hay bê khiêm nị tiên rừng nâng, bình dô rừng nâng, phá ta lục ta mới, cót mô xa ra phép ta cót cư chì kru môn nạc cống, nâu xa lệch bà răng. Hai cót,
chưa về Giêsu phong quạt đào ắt thang ấy prau môn ác cùng liên lâm nằm bay nằng bầm bồ prạ pin nhẹ chư nè để thở cà rô quạt tới prau kê ở chi nè ấy quạt có sa ra phê dương có ắt thang sông bờ chấm chát trung à phê tội quạt ấy quạt có ban cài prai chặt mình ban bao mang khái ấy quạt chả quạt có sáp nung niêm chi nhẹ chưa về Giêsu đỏ sma trăng rồi đã cài prai chặt mình bồi tập lập tờ mình cùng ôm an bình lại cho những o con để về nhìn để trông non khiêm ai non lịch sa trơ sẽ trơ cả bậc kêu mình cùng vây chặt mới rút nơi sa lịch tam rồi biết ti phẩm mới để về nhìn trong đất nuông lúc Philip ao xâm lại chặt trong chân này ao xâm lại chặt trơ the spirit led Philip to make the right decision cách ca cho phụ bổn bài khó sáng sẽ trầm bì cõi bề đền lục Philippin Jul Mahat lập chân chết Ethiopia ở Yulrichasa hay lục mình trai nô bác chất chấm ho tự tu chưa về Giêsu cõi bề đằng tha át bát cầm pi đó bảo phía cái Esai nô xâm đạo tự về Giêsu đôi chiếc con chim để trở kịp bàn đa yộc tự ti sát đặc hiệt cái lành kia xâm lập sát nô trung mình hợp để ông mình to vai tự ăn nô cứ có con là xuống lục Philip tha ta lục chưa cái đấy vậy bị luôn lục to đến vậy pin nè lục Philip bây giờ tha quạt này gì ông pi prekri gì ông pi pre messi và để phía sau hay bữa tha hamasia pre mấy ông để pre chặt pre áp sai oai mọc thưa chis mhak sát chỉ chưa cái đấy nâng chia bố chia cha đầm bay song kro nâng lục oai rụt bị ba về nước lục mà thật nó miền chùm ngừa mất móm đó thân ạ xu lục bà liếp thả mơ nó tất ta khi nhóm ai ta tu bà thi chùm mới tất bàn rửa thế thế là bông chì rịch rớt nắng bông chì rửa tiêu xe nắng lục khơi tất lục bà liếp để miền bà viên trong đất nguồn có xâm rạch chật trở xâm rạch chật chóng chùm nói bà lục chứ lục tu bà thi chùm mới tất bàn ọt chăm bà ế chăm rin chọc mê rin tìm mùi mê rin tí pi mê rin tí bay chăm sống kết mơ lô kai phá rai chắc tùm đất bất bà khát thầy ớt miên cầm rưu chú vật lò ôi mân lò ớt chăm chăng ngay cứ lô xâm rai chất thơ bà thi chú mê tật chùn nẹ chư thầm bay nụ phá liềm rừng ní mân lô đọt tay tiết bà bạ xâm rai chất à nhằm chăng nhé thần nẹ đè mà đè bạc ôi bà nhằm trọng đất nông tiết bị bạc nâng xâm rai chất nà vô miên cấp buồn miên chất bập miên tầm ra miên bà bây nì miên cô ca đại cả nạ đại nì cài đại công nhân mùi 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 trong trọng tục ở yên phương tam rồi thở hời thế bà dương chết đạp ra vinh dương nâng xâm bạch chất trở đôi lục phí liếp đại ta ra vinh trong đặc nôm đại rồi biếp nà rồi biếp tì phạm phì ra vinh trong đặc nôm lục phí liếp ôi thơ trong sạc khám ạp hiếp the spirit led Philip to take the right action cách ca cho phục tầm bấy khó xam tầm bấy đó khó xài sức ta lúc bởi lực thua cách ca trong sạc cầm mập hiếp nữa thua sạc cầm mập hiếp trâu nữa thua biểu mấy cứ lúc cho bì rồi tế xác nguồm lúc mà hạ thật lập trong chiếc Ethiopia cho tập cho mùi khí niếm hay thua bởi tí cho mùi tập chùn phá điểm thua sạc cầm mập hiếp trâu bố ấy chạp bê tê nô mọc lúc tầm bì khí niếm ở các bàn chỗ khí niếm bắt đoàn tiện lời mùi chí vất miễn ọc cả tại bà đăng quốc bà lúc Philip mình thua bà tí chú mấy tập chung lúc mà hàm ơn trầy ế chú bình nụ tế lúc mình bàn tà tù bà tí chú mấy tập nụ lại ọ quân bà ông để lúc Philip chế thua tam ca đặc non rập bọc bà rẻ phê nhìn đò vi sật bà ông bà chú tí sở lãnh ông bánh mấy nhập bàn chú rẻ chút ông bì rộ biếp để bà rẻ nhìn trung đặc non lúc Philip rẻ biếp để bà rẻ nhìn trung đặc non bất rập bọc bà chí mấy chá lúc Philip có chế bất bọc bà chìm chá khi nhóm có chế bất bọc bà chìm chá bằng phôn có chế bất bọc bà chìm chá tỏ tên này chân nâng bằng hai ông bì đâm nặng ca tiếng buồn đài bà phải nhìn trong đất nông lúc Philip the spirit led Philip in four phases đâm nặng ca tì mối cứ bà phải nhìn trong đất nông lúc Philip bì nẹ chùm đôi mà nẹ bì ốc bà thà mà nẹ nực krong Jerusalem phase one the spirit led Philip as a deacon in Jerusalem កិច្ចការចំពោះ6 copy ដល់ខ5ពេលនោះលោកប្រជាឧបត្ថម្ភមួយរូបក្នុងចំណោមឧបត្ថម្ភទាំង7រូបដែលធ្វើជាជំនួយ
ជាពិសេសជួយក្នុងការចែកអាហារដល់ស្ត្រីមេម៉ាយដែលនិយាយភាសាហេប្រឺនិងស្ត្រីមេម៉ាយដែលនិយាយភាសាក្រិកដើម្បីឲ្យពួកស្ត្រីមេម៉ាយដែលនិយាយភាសាក្រិកដែលយើងហៅថា The Hellenists បានទទួលការមើលថែទាំការផ្គត់ផ្គង់ទៅក្នុងរោង ចំណែកអាហាបានល្អដូចជាពុស្រីមេម៉ាយដែលនិយាយភាសាហេប្រឺហើយពេលនោះឯងព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ដឹកនាំគាត់ឲ្យចេញពីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅប្រកាសដំណឹងល្អនៅស្រុកសាម៉ារីយេរូសាឡឹមនៅខាងត្បូងសាម៉ារីនៅខាងជើងបាទឡើងពីត្បូងទៅជើងឡើងពីក្រោមទៅលើនេះការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណដំណាក់កាលទី 1 ដំណាក់កាលទី 2 ពេលនៅស្រុកសាម៉ារីនោះព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ដឹកនាំលោកភីលីបឲ្យធ្វើជាអ្នកដាំក្រុមជំនុំម្នាក់នៅស្រុកសាម៉ារី Phase 2 The Spirit led Philip as a church planter in Samaria កិច្ចការចំពោះ 8:1-14 ពេលមកដល់ស្រុកសាម៉ារីព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ដឹកនាំភីលីបឲ្យប្រកាសដំណឹងល្អឲ្យដាំក្រុមជំនុំថ្មីហើយភីលីបស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គ ពេលលោកប្រកាសនឹងល្អមានមនុស្សជាច្រើនទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទក្រុមជំនុំក៏កើតមានឡើងនៅស្រុកសាម៉ារីហើយដំណឹងល្អអំពីការរីកចម្រើននៃក្រុមជំនុំនេះបានលឺទៅដល់ពួកសាវកនៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមពួកលោកក៏ចាត់លោកពេត្រុសនិងលោកយ៉ូហានឲ្យមកជួយដល់ភីលីបការនៅយេរូសាឡឹមលោកភីលីបជាឧបត្ថម្ភមួយរូបក្នុងឧបត្ថម្ភទាំង 7 រូបដែលជួយពួកសាវកឥឡូវនេះពួកសាវកចាត់សាវក ដែលមានកេឈ្មោះជាសសរទ្រូងរបស់ក្រុមជំនុំពីររូបឲ្យមកជួយលោកភីលីបវិញព្រោះលោកភីលីបដើរតាមការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណដំណាក់កាលទី 3 ព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ដឹកនាំលោកភីលីបឲ្យទៅជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អម្នាក់នៅតាមក្រុងនានា Phase 3 The Spirit led Philip as an evangelist in various towns កិច្ចការចំពោះ 8:6-40 ក្រោយពីលោកភីលីបសាននឹងល្អប្រាប់មហាមន្ត្រីជំនឿជាតិអេត្យូពីដែលជាមន្ត្រីគម្រាវនៅរួចហើយព្រះវិញ្ញាណទ្រង់នាំគាត់ឲ្យទៅប្រកាសដំណឹងល្អតាមទីក្រុងនានាគេឃើញលោកភីលីបម្ដងនៅក្រុងនេះម្ដងទៀតនៅក្រុងនេះម្ដងទៀតនៅក្រុងនេះគាត់ជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អដែលដើរតាមការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណដំណាក់កាលទី 4 ព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ដឹកនាំលោកភីលីបទៅជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អម្នាក់នៅក្រុងសេសារីដែលមានកូនកំមុំ 4 នាក់ថ្លែងព្រះបន្ទូល Phase 4 The Spirit led Philip as an evangelist in Caesarea with four prophesying daughters who prophesied កិច្ចការចំពោះ 21:8-9 ពីបផតគេឃើញលោកភីលីបធ្វើជាអ្នកផ្សាយនឹងល្អមួយរូបនៅក្រុងសេសារីក៏រស់នៅក្នុងលំនៅឋានមួយដែលមានកូនកំមុំ 4 រូបចេះថ្លែងប្រាប់បន្ទូលសម្បីតែសាវកពលក៏ធ្លាប់អញ្ជើញទៅផ្ទះរបស់លោកភីលីបនៅក្រុងសេសារីសម្បីភ្ជាការីជាច្រើនអ្នកទៀតដែលឡើងពីក្រុងយេរូសាឡឹមទៅក៏ធ្លាប់អញ្ជើញទៅផ្ទះរបស់គាត់នៅក្រុងសេសារីដែរ សម្មុខក្នុងកិច្ចការចំពោះ 26:8-14 ខ 8នៅថ្ងៃបន្ទាប់យើងបន្តដំណើរដល់ក្រុងសេសារីយើងនៅក្នុងខ 7នេះសំដៅទៅលើក្រុមបេសកកម្មរបស់សាវកពលយើងបានចូលផ្ទះលោកភីលីបជាអ្នកផ្សាយដំណឹងល្អនិងជាម្នាក់នៅក្នុងចំណោមក្រុម 7រូបគឺក្រុមឧបត្ថម្ភទាំង 7រូបដែលជួយបម្រើបន្តកិច្ច របស់ពួកសាវកហើយយើងក៏ស្នាក់នៅផ្ទះគាត់ខ 9 លោកភីលីបមានកូនក្រមុំ 4 នាក់ដែលថ្លែងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ 10 យើងស្នាក់នៅទីនោះជាច្រើនថ្ងៃពេលនោះមានភ្នាក់ងារមួយរូបឈ្មោះអាកាបុសធ្វើដំណើរមកពីស្រុកយូដាមានន័យថាសាវកពលនិងក្រុមបេសកកម្មរបស់លោកអញ្ជើញមកដល់ផ្ទះរបស់លោកភីលីបមុនបន្ទាប់មកទើប ភ្នាក់ងារអាកាបុសអញ្ជើញមកក្រោយខ 11 គាត់មកជួបយើង
hai dọc xe cà vạt lục bốn mọc tròn chương tròn đầy rồi bọc luôn. Dọc xe cà vạt bọc xa vẹp bốn mọc tròn đầy tròn chương rồi bọc lục a cà bút khuôn ánh. Tiếng bốn thà, bà phải nhìn đò về sốt miền bà bàn tù thà. Nếu không Jerusalem, xa dù đà nâng tròn đầy tròn chương mà chắc xe cà vạt này đôi chân hết đầy. Miền này thà, nơi trong Jerusalem chân chít Juda nâng chọn đáy chọn chương lục bộ đôi chân này đáy. Hơi thêm tên bánh chôn lục tức nông cân nắp đáy rồi bỏ sát đất tây phong. Hơi thêm tên bánh chôn lục tức nông cân nắp đáy rồi bỏ chân chít rôm phong. Khỏi đọc bí, các bạn lưu biện ní tiền dưỡng, tiền cổng bê sạc cầm rồi bỏ lục bộ tiền bằng ôn đến nơi cổng nú, tiền bằng ôn đến nơi cổng xê xà rìa nú. Có ông vô lục bồ mình ở làng từ trong Jerusalem lại. Có đập bầy. Phần tay lục bồ tọp một bình thả. Hết ở vầy bàn chữ bóng bồn nông khní dũng bồn tiền thư ở trong bị bạc chất được chân này. Khi nhóm bàn bồn bếp khuôn rồi sạch hai. Mình trăm tệ ai kì chọn bần nó tê. Cứ thêm tiền ai kì xâm lập nơi trong Jerusalem. Bồn tệ bà niêm rồi bọc bà ông mẹ cha Giê-xu tiết phong. Sở vẹn bồn, đừng cho bác ông bì viết sản ra bác lúc. Thả lúc nâng tớ rôn tốc lòng bác, rôn cả biệt biến, bố tài bản niêm ra bác bác ông cha, Giê-xu tiết phong. Hãy lúc chế rụp ông bì rừng ní, nơi bê đẻ lúc, sản ra nơi bác tia ra bác lúc Philip nơi cổng Caesarea. Có đọc buồn, đòi dương bông ai khuất lúc bàn tế nút, dương có chúc ông vọt lúc. Hãy bồ thả, xôm ở bàn xâm rạch, tang praharate robos pra omechah choh ti bomphot tieng krom peskakam robos lok paul tieng krom neak bamrae preah chea mechah neu krong sesaria ko leng khot khang savet paul man oy te krong jerusalem tiet te keu bandai ai lok te krong jerusalem srob tam bomnong praharate robos preah chea mechah chen yeung khoeng tha preah vinyan trong dak nom phenip 4 damnak kal khok khok khnia chok bong bon vinh ព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ដឹកនាំបងប្អូនបានប្រមាណដំណាក់កាលហើយចំពោះខ្ញុំវិញព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ដឹកនាំខ្ញុំក្នុង 5 ដំណាក់កាលដំណាក់កាលទី 1 ព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ដឹកនាំខ្ញុំពីអ្នកនាំថ្វាយបង្គំម្នាក់ The Spirit led me as a worship leader ដឹកនាំការថ្វាយបង្គំដំបូងទីគឺនៅក្រុងភ្នំពេញនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ 1983 ពេលនោះឯងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតែងបទចម្រៀង thoát bằng cung trên lạc nạ bắt bảo ràn khám á bắt bảo bây ní khám á bắt bảo chìa bây khám á nâng bắt ra chết chỉ lạc nạ bắt xa mai tùm nợ đâm nạ ca tế bì bà phải nhìn trong đất đồng khí nhóm tư chìa nạ đam cầm cho nông bản nạ The Spirit led me as a church planter rồi ní cắt lại nơi trong rộng sài thu nơi khách bà chinh bù rì xong ai ní khách sạch cài nơi bà tế thay phong trong đất nông nhầm đồng bốn cứ nửa chân năm 1985 ở thai cầm chân năm môi cần đại cốt đồng bốn tỷ từ bài trịch tới chế ca đam cầm chân năm chế chan cần đại tiết nơi chùm rung sai thủ môn nặng bất chùm rung giang hỏi nha nhưng khởi miên cầm chân năm bảo man đập pram cần đại cắt lại nó từ tài cực sân cắt tên ơ nơi chùm rung sai thủ khẳng thủ ông rưu có chùm rung đất tỷ sai xâm ơ quân bảo đồng nặng ca tỷ bấy bởi vì nhìn trong đất nông khả nhầm chỉ nếp sai đầm nâng lọ mà nếp. The Spirit led me as an evangelist. Rồi ní cắt lại nơi bà tế Campuchia nơi chân năm 1997 về khi mọc bì chùm rùm sai thu bà tế Thái Vinh bếp đông khả nhầm đọc chọp tên nâng ca thua đầm nà bì phùm mùi tật phùm mùi bì khách mùi tật khách mùi bì cọng mùi tật cọng mùi bà tế Campuchia bì cọl xâm phòn mùi tật cọl xâm phòn mùi đầm bày sai tầm nâng lọ phong pra khi chắc rưu công việc bạn mẹn bằng tay bếp đông khởi nhầm mình nơi tại đường phải hiểu mùi lại từ trong ngọm nơi đường lọ đó chân chết khám ái cả đôi chơi chân chết phía tích đó tay tiếp chơi tràn chân chết ở bàn tật tù chìa bà Giê-xu Christ đâm nặng ca tí buồn bởi vì nhìn trong đập đông nhau ở tay chìa nhẹ bằng cách sở mùi rụp đại bằng cách bàn sở chìa tràn The Spirit led me as a disciple maker rồi nếu mà mình cắt lại từ nước Pakistan Campuchia thì cắt đang chơi tràn Pakistan nước thứ Asi tăng bị chăn bị bòn pram mốc trong tung chặt nhầm từ Pakistan Thái từ Pakistan Việt Nam
tới bất tế nên nít tiết mình thả Pakistan, mình thả Ấn Địa, mình thả Chân, mình thả Ấn Đô Nê Dí tới hướng niệm trên nệm bằng khách sở bằng riêng sở ở khai tới trên mê đất nông đúng là khá tì phạm bạch cho bọn này cứ bởi vì nhìn trong đất nông hiếm tới chế cử ạ thể bài mà nè. The Spirit led me as a speaker. Hãy bằng trong đất nông hiếm nực bất tích cho tràn nâng tìm hợp lộ tiếng nơi A Dí, tiếng nơi Europe, tiếng nơi America. Trong đất nông tăng từ chân năm bị bọn đọc và hốt một đòn sắp tháng ngày. Chẳng, bởi vì trong đất nông hiếm chỉ bằng đồng nạc cả. Bọn phụ ôn như thế lãnh, ta mà dễ ạ thạc ạ thạc này dừng khơi thà bởi vì nhìn mình tu nị tì xâm khăn nà, mình bọn tạc cách xâm khăn nà. Nước nông chỉ vất rồi bỏ dương tiếng ọc này, đại chiến này mìa bà nạc cầm thầm mấy, rư có bọn tạc cả rây này xâm phạm mê đầy thầm mấy, rư có nẹ bòm ra xâm phạm mê đầy thầm mấy. Mặt đó chẳng mạnh này chẳng 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 đẹp chung, bọn phụ ôn tiếng ọc này thà, chỉ vất thầm mấy nông bạc kế, bọn phụ ôn cơ rô nông chỉ vất thầm mấy, chìm cơ rô nông chỉ vất thầm mấy, trớ tài chấp đáng, nâng trớ tài bánh chấp đòi bè phê nhìn. New life in Christ should begin and end with the Spirit. Mình ai chấp đáng đòi ca bà bất tăng cơ bản ấy, hơi chấp đòi bè phê nhìn bán tế. Hay có mình ai chấp đáng đòi bè phê nhìn, hơi bánh chấp đòi ca bà bất tăng cơ bản ấy bán đài. Trớ tài chấp đáng đòi bè phê nhìn, nâng trớ tài bánh chấp đòi bè phê nhìn. Khá là tí chú bụng bày, khó bì, đó khó bấy, nâng khó phạm. Khó bì, chúm khôn tệ trong đơn sức đầy mùi bẩn mộng. Tớ sức đầy mùi nà để sở vẹn bộ trong đơn. Số mong bồn bạp nhầm mơ. Tớ mong bồn bàn tật tùa bảo nhìn mộc bị bàn bạp bật tạm cực bên này, rư mộc bị chưa đâm nâng lọ, đã mong bồn bàn sức đạp. Tớ mong bồn bàn tật tùa bảo nhìn, đòi xa cực bên này, rứ có đòi xa đồng năng lọ để bằng ôn bằng sức nặng. Trong lại, cứ đồng năng lọ. Cho bộ kà lạ tì cho lọ dòng mạch. Cả bộ rớt tạm cực bên này. Khó bây, mà đây có bằng ôn là nghi là ngư mà lại. Mà đây có bằng ôn là ngông khói mà lại. Mà đây có bằng ôn chất là ngông mà lại. Bằng ôn bằng chọc đam chứ bắt mấy đòi bè với nhìn. Tại ở đây, mà đây có chọn bằng chọc tạm rạp biệp lục cây bên đây chứ này. Đấy có trong bằng chấp tăng rạp biếp sạch chìm bình đồ chứ này. Bởi chấp đàn đòi bà phê nhìn, tôi tệ bằng chấp đòi bà phê nhìn. Khó bàm, bà chìm chấp bàn bà tiên bà phê nhìn mộc bà phê ôn. Nước bằng chênh sạc mạc phép đòi xâm đánh bà đề hạp xem xếng, không chẳng nào bà phê ôn nữa. Ta bà ông thua đồ chứ này, mộc bì bà phê ôn bà bất tạm rạp biếp này, rư mộc bì bà phê ôn bàn chưa đâm năng lọ để bà phê ôn bàn sạch đạp. Ta bà trông xâm đánh bắt đề hạ xem xếng, tí xâm cọp xem xếng, ca ọ chạp xem xếng, nông châm nòm nhạc chứa. Đại bố nhạc đẹp đờ tam phở ấn, bà bất tam khắp bên ấy, rư cơ đòi xa nhạc đờ tam phở ấn, rư cơ đòi xa nhạc chứa phở ấn, mình chung nửa, lư đâm nâng lọ, đè kê đập hai đập tiệt. Châm lại, cứ đòi xa chung nửa lư đâm nâng lọ, đè kê đập tăng bị thay đè kê. Cả chú thầm ấy, chỉ riêng rõ hốt tỏ tới. Rõ hốt tỏ tới là thằng ấy, để bệnh trong đó kê chênh bị phản đầy đi tới. Bọn bọn chú thị sở lãnh. Khi nhóm nâng bọn tỏ và thạc ạ thà, nơi thằng ấy đã bên bệnh bọn ấy, để lực dục biết là bọn sở vẹn bọn. Một bọn tỏ được chú này thà, châu đà đòi bệnh phải nhìn chọc. Mình châu chọc đám để bệnh phải nhìn. Châu bằng chọc để bệnh phải nhìn ở đây ní. Muốn nâng đọc để bằng chọc để bệnh nhìn, châu đà đòi bệ về nhìn cho. Live by the Spirit. Cái việc là thà châu rùa nơi đòi bệ về nhìn cho. Châu rùa nơi tam bệ về nhìn cho. Các là tí chế phục bạm, khó đọc bằng mùi, đọc khó đọc bằng bì, nâng khó mà phải bạm. Khó đọc bằng mùi, bằng tác châm xôm châm riêng thà châu đà đòi bệ về nhìn. Mình trở bằng bình sẽ đầy bong bà thân à rạp bỏ sạch chìm lại. Mình trở bằng bình tâm nà hà rạp bỏ sạch chìm lại. Khó đọc bằng bì. Tớ bất sạch đầy bọn bạc thân à rạp bọc sạch chiếm. Tớ bất tân hà rạp bọc sạch chiếm. Ta anh tài tòa nâng bệnh với nhìn. Hãy sạch đầy bọn bạc thân à rạp bọc bệnh với nhìn. Có tòa nâng sạch chiếm đai. Bố tăng bí ní bạc chăng khả nìa. Sạch chiếm nâng bệnh với nhìn. Bạc chăng khả nìa chuyên nịnh. Có riêng riêng nhạc rõ khả nìa. Mình ai thua cá để nhạc rõ khả nìa. Chẳng thua tờ cả. Khá lắc mình bàn dọc chất tục đặt
nâng sẵn kết cổ cả này tế. Cả nà trong thơ lo thơ mình bán sạch đã ả rẽ thơ vinh. Ả rẽ về linh khí nhầm, ả rẽ về lợi buông khí nhầm, ả rẽ về vì rèn khí nhầm mình ai dùng thơ cả lo cát. Ả rẽ lợi buông nhưng đầm bây ai rổ sai chất ớ chùm nư lưu bạc kì. Đầm bây ai dương lên miên chất chạy chua, lên miên chất rốt đạch nâng đào tạm bạc kì. Vẫn ta, ở vấy đề riêng rằng dương mình ai thơ ca lo để dương trong thơ nụ cát cứ nịt sai sạch chiếm để bà tinh bà tung nâng bà phê nhìn chỉ riêng loại thằng ấy bà phê nhìn trong trong nông dương ai thơ tệ ca lo thơ tệ tầng vơ lo cất tệ rừng lo như thế tệ bị lo tệ sạch chiếm bình cứ bị lập ra thành nịt sai lục cây bình tệ tệ tin dương ai cất tệ rừng ạc rõ như thế tệ bị ạc rõ thưa tại từng vừa ác rõ, thưa tại ông vừa ác rõ, có một phần trăm. Tổ sân bài dương rùa nơi đại xa bài viên nhiên, dương trời đà đại bài viên nhiên. Nghe chấm non chân bài dương, đà đòi bài viên nhiên. Nhà nà để cắt chế thông mê đại bài viên nhiên, nhà nà để miên chế vật thông mê đại bài viên nhiên, nhà nà để rùa đại bài viên nhiên, trời tại đà đại bài viên nhiên. Rùa nơi đại bài viên nhiên, cứ đà đòi bài viên nhiên, rứ bọc chấm hiên tam bài viên nhiên. Live by the Spirit means walk by the Spirit or keep in step with the Spirit. Cứ bọc chấm hiên tam bài viên nhiên, rồi có tam bài viên nhiên, cực chấm hiên. Lúc bầu tu mình dương, dàng chắc bác nông rôm cho bụng bầm bay khỏi đập bài thà. Thật bà nẹ rọc nì ru, tam sẽ chiếm, nẹ rọc nì nâng trở sẵn lập. Ta bà nẹ rọc nì sẵn lập âm pơ, rồi bỏ rụp cài, sẵn lập tổng bơ, xem xe, rồi bỏ rụp cài. Rồi bỏ sạch chim, đòi xa bà phê nhìn, nẹ rọc nì nâng miên chì vật. Bà kà chì thầm ai hái trong miên chì vật, cho mùi nâng bà kri. Rùa nơi đòi bà phê nhìn, cứ trở tại bằng bà phê nhìn. Ôi chùi dường, đòi bây nâng sẵn lập ông bơ rồi bỏ rụp cài. Sẵn lập từng bơ xem xe rồi bỏ rụp cài. Đòi ca kích ông bì bà phê nhìn, bình đòi bà phê nhìn, đòi ca chăng chạch. Lê bà phê nhìn, đại ca bác ai bà phê nhìn, ông riêng, đạt tướng, nè nóm. Tổ tu ca đặc nông để bỏ bà phê nhìn, nâng đại bác châm hiến tăng bà phê nhìn. Chẳng kìm xong sắc khép, ông bị cân lứt, nây ca đã đại bà phê nhìn. Keys to living by the Spirit, cứ chì ca rô nơ bác kri bò sẵn, cứ chì ca rô nơ bác nẹ ca chê thầm mây, cứ chì ca rô nơ bác nẹ mê bà nạc cầm thầm mây. Cứ chỉ cả rồi nơi rớt bỏ hoàn tất cả rầy nơi sắp mê trái thầm mấy. Đà thì mối bình đại bà phê nhìn. Be filled with the Spirit. Episode cho bộ phần khó đọc bằng bài. Thầm mấy ở dân nơi tập bằng to cả bình đại bà phê nhìn. Chưa tâm năng lõ đã bằng bốn bản sạp. Believe in the gospel you have heard. Cả là tì cho bộ bấy khó bày. Mình thua ở bà phê nhìn trung bùi bà hà rà tây. Do not grieve the Spirit. Episode chapter 1, call Samson. Mình thâm hát tết đều bà phê nhìn này bà cùng. Do not insult the Spirit of Grace. Hebrew chapter 10, call mà phải bằng buồn. Chưa đồng mong ở to tất tiết. Keep believing in the gospel. Cả là tê chapter 7, call rằng. Dường cát chứ thầm ấy đòi xa. Chưa đồng mong ở đòi dường lưu chứ lực tìm mũi. Hay. Cái bì ca chết thầm ấy hay, cái bì miễn bà nhìn ấy, bằng to ca sắp đàn nâng lọ, bằng to ca chưa đàn nâng lọ tới tiệt. Dương ách đá đầy bà phê nhìn, đầy trong cơm đất lư bà phê nhìn. Set the mind on the Spirit. Rôm, chế phục, bấm bày, khó bấm mùi, ngước bì kinh bà liêm, nâng miễn cơm đất phổ lăng chế tràn, cơm đất khá nông dương ách thư lọ, đôi chế con, an cơm bì, con, អធិដ្ឋានជូនឪពុកម្ដាយកូនអធិដ្ឋានឲ្យប្តីប្រពន្ធកូនអធិដ្ឋានឲ្យកូនចៅកូនអធិដ្ឋានឲ្យក្រុមជំនុំកូនអធិដ្ឋានជូនអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំកូនអធិដ្ឋានឲ្យប្រតិជ្ញានេះសត្វតែជាកំណត់ដែលព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ដាស់តឿនយើងពេលយើងងើបពីគេងឡើងតែដល់សាច់ឈាមវិញនាំយើងអីខ្ញុំបានអីហូបខ្ញុំបានអីផឹកខ្ញុំត្រូវទៅដើរលេងណាផឹកណែទឹកនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើអីខ្លះដើម្បីឲ្យបានលុយ chứng muốn thưa sự cam kết bảo chăm thằng ấy xôm trong cầm nết lơ bề về nhìn chấm nai pe cầm cất ta pe hát pran ao riêng cài mà muốn xôm hát về nhìn ao về nhìn mà muốn phong
Cả đã đời bà phải nhìn đặc biệt thì bấy cứ bác ở bà phải nhìn bằng riêng dương. Be taught by the Spirit. Cô đơn thó, xài tìm mùi, chú bộ phí có đập bay. Cứ bỏ sẵn, phép cho rằng, xoay nhờ rốt cổ đơn trầy là ổ bằng riêng đơn trầy dương. Xoay nhờ rốt cổ cầm nụ là ổ bằng riêng cầm nụ dương. Xoay nhờ rốt cổ chấm nét tù tờ là ổ đâm bay bằng riêng chấm nét tù tờ dương. Xoay nhờ rốt cổ ai kết tế là ổ đâm bay bằng riêng chấm nghe như có ai kết tế là dương. Xoay nhờ rốt cổ kháng chấm nuôi là ổ đâm bay bằng riêng ở trẻ rồi lùi. Xâm nua, ta bằng ổn. Svay rok prevenient a chuẩn bị bằng ổn đi. Bất bất bì ta prevenient nâng bằng riêng dương. Krup chấm phúc thằng ổn. Krup vi sai thằng ổn. Krup chấm lại thằng ổn. Đồng bay ở dương nâu chuộp chấm mùi bực kri. Chấm nế, phân lúc. Ai thua ở dương mình chấm nế. Ta mân bạc có thật thua ở dương nâu chuộp chấm mùi bực kri tế. Ta chấm nế kháng vệ nhiên. Và prevenient bằng riêng vay đo dương. Phong nâng chua dương ở nâu chuộp nâng bực kri. Tập tùa ca đặc nôm rạp bọc prevenient. Be led by the Spirit. Galatia chapter 5 verse 18. ឲ្យ prevenient ដឹក នាំ យើង គិត តែ ពី រឿង ល្អ និយាយ តែ ពាក្យ ពេចន៍ ល្អ សម្ដី ល្អ ឲ្យ យើង ធ្វើ តែ អំពើ ល្អ ធ្វើ តែ ទង្វើ ដែល មាន ប្រយោជន៍ ដល់ ខ្លួន ឯង ដល់ គ្រួសារ ដល់ ក្រុម ជំនុំ ដល់ ក្រុម ហ៊ុន ដល់ សហគមន៍ ដល់ សង្គម ជាតិ ដល់ ពិភព លោក កណ្ដា prevenient ត្រង់ នាំ យើង trong nông dân tự cất tài vay vay để lọ trầm trớ. Nhưng dư vậy để lọ trầm trớ, thua vay để lọ trầm trớ. Hai, miền bạc giọt. Bỏ chùm hiến tăng bệnh phê nhìn. Keep in step with the Spirit. Cả là tì cho bộ phạm khó mong bệnh phạm. Hát đá tam bảo ông. Bị chùm lịch tốt tốt. Bị an át bát ngân bì. Khơi miền cổ ca tốt nà môi hát thua tăng. ពេលស្ដាប់អត្ថកថាឬស្រីតបៃណាមួយបើបងប្អូនឮចំណុចត្រង់ណាមួយហើយបងប្អូនជឿថាជាចំណុចល្អជាគោលការណ៍ល្អសូមកុំត្រឡប់ទៅវិញភ្លេចរឿងនោះចោលឡើយហាត់យកទៅប្រតិបត្តិតាមបងប្អូននឹងទទួលការដឹកនាំពីព្រះវិញ្ញាណពីជំហានខ្លីទៅជំហានវែងពីជំហានតិចទៅជំហានច្រើនពីរយៈផ្លូវដើរ ខ្លីតរិយៈផ្លូវដើរវែងពីកិច្ចការតូចទៅកិច្ចការធំពីកិច្ចការដែលបានដាក់តផលតិចទៅកិច្ចការដែលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនពីកិច្ចការដែលមានអតិពលតិចទៅកិច្ចការដែលមានអតិពលច្រើនហើយបងប្អូននឹងទៅជាអ្នកដែលមានជោគជ័យមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមានក្លិនក្រអូបមានអតិពលនិងចេះផលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សជាច្រើននិងដល់សហគមន៍ជាច្រើនដល់ប្រជាជាតិជាច្រើនបងប្អូនជ្រៃស្រឡាញ់ខ្ញុំ រំពឹងថាបងប្អូនដឹងថាតើព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ដឹកនាំអ្នកណាបងប្អូនដឹងថាតើព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ដឹកនាំបងប្អូនដោយរបៀបណានេះជាសេចក្តីរំពឹងរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែបំណងរបស់ខ្ញុំក្នុងការលើកអត្ថកថានេះមកជម្រាបជូនបងប្អូនគឺចង់ឲ្យបងប្អូនចោះចូលចំពោះការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណ ឲ្យបានកម្រិតខ្ពស់បំផុតដើម្បីឲ្យបងប្អូនចេះរស់នៅក្នុងជីវិតថ្មីនិងចេះបម្រើប្រជាជាតិក្នុងឋានៈបងប្អូនជាពន្ធការីមួយរូបដែលមានឥទ្ធិពលដល់ក្រុមជំនុំរបស់បងប្អូនឬពន្ធកិច្ចរបស់បងប្អូនឬក្រុមហ៊ុនរបស់បងប្អូននិងសហគមន៍របស់បងប្អូនមិនថាសហគមន៍តូចឬក៏សហគមន៍ធំ បានលោកអ្នកយល់ថាលោកអ្នកបានទទួលប្រពោពីសេចក្តីបង្រៀនរបស់លោកគ្រូមុំបានណាបាក្នុងពណ៌នៃកិច្ចរបស់សមាគមក្រពុជនៃជីវិតហៅកាត់ថាសូឡាហើយយល់ថាព្រះជាម្ចាស់កំពុងប៉ះពាល់ដួងចិត្តរបស់លោកអ្នកឲ្យចូលរួមចំណែកចែករំលែកប្រពោនេះដល់ជនជាតិខ្មែរជាច្រើនទៀតនៅលើពិភពលោកតាមរយៈដងវាយដល់សប្បុរសរបស់លោកអ្នកលោកអ្នកអាចផ្ញើដងវាយផ្ទាល់ខ្លួនមកគាំទ្រដល់ពណ៌នៃកិច្ចបង្រៀននិងផ្សព្វផ្សាយព្
73. Tám lấy kênh này quyền chia đô la 0-3-7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 -
747 ឬតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម017 910 518 012 877 425 សូមអញ្ជើញពិសោធន៍នៅអំណរនិងរង្វាន់នៃការចែករំលែកព្រះពរបែបនេះជាមួយនឹងយើងខ្ញុំ